Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ mày. Ở lúc này thì Khải mà đầu tư mua thêm ngọc bội No 1 server nè mày. Ngọc bội No 1 server nè. Kháng lô 30, sinh lực lực, nói chung là Thúy Yên mà nè. Thúy Yên thì Khải cần cái nội lực là chủ yếu nè. Nói chung là ông này ông vừa bán vừa cho ấy. Cho ông đến 10 kim lận nè. Ok. Ok nè. Anh này thì cũng ông khá là quen. Ông này là anh farm lệnh bài boss cho Khải nè. Này anh xanh được anh bán khá rẻ, nói chung anh đang 10 kim á, ít nhất phải 6 7 kim anh mới bán. Mà anh kêu thôi khách ruột anh fix cho, anh fix cho 4 kim. Ok. Chứ rao giá 10 kim một cái này này. 10 10 kim một cục, 10 kim một cái này đó. Cái này nói chung là nô một server đầu tiên server luôn nè. Sinh lực lực đẹp luôn nè. Đó. Quá đẹp luôn. Chung là vừa bán vừa cho nên anh có đánh bot em alo. Này là anh Thiên, anh này là anh Đường KK Đường Môn, cái set đồ 100 triệu á nè. Anh em có gõ lên trên kênh Khải á, sẽ có một đường môn No 1 server Đường KK cũng như là thần trì bá vương á, có số đồ hai cao thủ này rồi đó. Anh là một ảnh này, một chủ set đồ rất khủng luôn. Ok. Tầm này Khải sẽ đến một ít món đồ lại rồi nó rớt nè. Rồi ok. Rồi. Được món đồ đẹp hơn thì sẽ thay. Không thì cứ như thế này thôi. Quá đẹp. Rồi anh em xem video thì đừng quên ủng hộ video Khải một like chia sẻ nha anh em ơi. Video này Khải làm video anh em xem mua cái ngọc bội. Ngọc bội này nó một server anh em, nói thiệt anh em. Ở server này là chưa có cái nào kháng lâu 30 gì cả, chỉ có 19 là cao nhất rồi. Đó, Khải mới phải mua ấy. Ok. Ô đẹp ok luôn. Quá đẹp. Sẽ anh em xem Khải cho Khải một like và chia sẻ cho anh em. Hôm nay kháng lâu chưa được 75 cộng 1. Giá chiền nữa đẹp.